Xin chào bác đã quay kênh của siêu thị điện máy Ecomart. Hôm nay thì em sẽ giới thiệu bác mẫu điều hòa Panasonic công suất là 18.000 BTU, hay còn gọi là 2HP, loại một chiều có inverter thuộc phân khúc dòng cao cấp của Pana. Đây là mẫu đang bán trong năm 2022, model sẽ là CS/CU/U18XKH-8. Đầu tiên thì em sẽ quay một vòng cho các bác xem. Dòng Panasonic U18XKH. Về kích thước lắp đặt của điều hòa, về dàn lạnh, chiều dài sẽ là 104 cm, chiều cao sẽ là 29,5 cm, chiều dày là 24,4 cm và nặng là 12 cân. Kích thước cục nóng thì chiều dài sẽ là 82,4 cm, cao là 61,9 cm, dày là 29,9 cm, nặng là 30 cân. Chiều dài ống đồng lắp đặt tối đa cho máy là 30m và tối thiểu là 3m. Chênh lệch độ cao lắp đặt tối đa giữa cục nóng và mặt lạnh là 20m. Máy sử dụng ống đồng kích thước là 6/12. Công suất tiêu thụ điện trung bình của mã này sẽ là 1,32 kW/1 giờ, phù hợp cho những căn phòng từ 20-30m². Độ ôn trung bình của U18XKH này thì khoảng 27 dB ở chế độ công suất thấp, và công suất cao thì khoảng 44 dB. Điều hòa Panasonic thì bảo hành 1 năm toàn máy và 7 năm cho máy nén, xuất xứ tại Malaysia. Về dàn tản nhiệt của máy thì ống dẫn ga sẽ là bằng đồng, còn giá tản nhiệt bằng nhôm. Tiếp theo em nói về công nghệ của mã này. Vì là dòng cao cấp cho nên là mã này nó sẽ gần như đầy đủ hết các công nghệ mới nhất của Pana. Nó chỉ khác một chút, đó là dòng cao cấp hiện nay đang bán trên thị trường thì có hai mã, đó là XU18XKH và U18XKH. Dòng hôm nay em giới thiệu với bác là dòng U18XKH thì nó sẽ không có được tích hợp sẵn Wi-Fi. Dòng XU18 là dòng cao cấp nhất thì được tích hợp sẵn Wi-Fi, các bác có thể kết nối sang điện thoại. Còn dòng U18 hôm nay là dòng em đang giới thiệu này thì nó sẽ không có tích hợp sẵn Wi-Fi. Các bác muốn kết nối sang điện thoại để điều khiển điều hòa thì các bác phải lắp thêm một bộ thu phát Wi-Fi. Đó là điểm khác biệt duy nhất giữa hai dòng cao cấp. Còn về những tính năng khác thì đầu tiên sẽ là công nghệ độc quyền của Pana, công nghệ Nano X và Nano G. Nano X thì có tác dụng ức chế sự phát triển của virus corona chủng mới và ức chế các chất có hại như là nấm mốc, phấn hoa và các tác nhân gây dị ứng. Đồng thời thì còn tác dụng lọc không khí, giảm mùi hôi và các mùi khó chịu, giữ ẩm được cho da và tóc. Đặc biệt thì Nano X còn có thể chạy riêng, độc lập như một chiếc máy lọc không khí. Các bác không cần bật chế độ làm lạnh mà chỉ cần bật chế độ nano là máy nó sẽ lọc không khí trong phòng các bác. Và nó cũng rất là tiết kiệm điện, nó chỉ khi mà bật chế độ nano thì nó chỉ tốn khoảng 25W. Còn Nano G thì giúp lọc sạch được 99% bụi bẩn và bụi mịn PM2.5 trong không khí. Điều kiện để mà Nano G hoạt động thì máy phải hoạt động liên tục trong khoảng 2 giờ hoặc là hoạt động 4 tiếng cộng dồn thì Nano G nó mới chạy các bác nhé. Khi mà đang chạy Nano G mà các bác tắt nguồn máy bằng điều khiển từ xa thì cánh đảo gió sẽ mở hé ra thôi, và đèn Nano G thì vẫn sáng. Đây, khi mà đang chạy thì các bác mà tắt chế độ âm lạnh đi, chỉ còn chế độ nano thì cánh cửa sẽ mở như thế này thôi, và cái đèn Nano G thì nó vẫn sáng ở đây. Đây là đèn Nano G đó. Thứ hai là chế độ làm lạnh nhanh IL2X, làm mát nhanh hơn 25%, cao hơn so với dòng tiêu chuẩn. Dòng tiêu chuẩn của Panasonic thì nó chỉ có chế độ Powerful làm mát nhanh hơn 18%, còn dòng cao cấp này thì là IL2X làm mát nhanh hơn 25%.
Thứ ba là chức năng cảm biến độ ẩm. Máy sẽ duy trì và điều chỉnh độ ẩm trong phòng của các bác ở mức dưới 60%. Vì độ ẩm dưới 60% là môi trường rất là tốt cho sức khỏe của các bác và ngăn chặn được sự phát triển của vi khuẩn và nấm mốc. Thứ tư là chế độ eco tích hợp điều khiển bằng AI, giúp cho tối đa hóa việc tiết kiệm điện cho các bác. Chế độ eco hoạt động dựa trên quy tắc là nhận biết nhiệt độ của phòng cần bao nhiêu thời gian để đạt được độ lạnh như cài đặt trên điều khiển. Nhờ đó thì điều hòa sẽ tự động cân chỉnh giữa thời gian cần làm mát và mức giảm công suất phù hợp từ 5% đến 50% để giúp cho phòng vừa mát lại vừa tiết kiệm điện một cách hiệu quả nhất. Thứ năm là chế độ ngủ đêm, có thể tự động điều chỉnh được nhiệt độ theo thời gian. Khi bật chế độ này thì trong 3 giờ đầu tiên máy sẽ tự động giảm 2 độ so với nhiệt độ cài đặt trên điều khiển để giúp phòng làm mát nhanh hơn. Các giờ sau đó thì máy sẽ tăng lên 1 độ so với nhiệt độ cài đặt trên điều khiển để giúp cho bác tiết kiệm điện này và tránh gây lạnh buốt về đêm này. Thứ 6 là chế độ chạy êm quiet, thích hợp cho những gia đình có người già và trẻ nhỏ. Máy sẽ chạy ở chế độ yên tĩnh để giúp các bác ngủ ngon hơn, không bị làm phiền bởi tiếng động cơ. Thứ 7 là chức năng tự chuẩn đoán lỗi của điều hòa Pana. Các bác có thể check lỗi của điều hòa Pana thông qua điều khiển. Ở trên điều khiển thì nó sẽ có một phím nút là nút check, thì các bác bấm vào đấy thì sẽ có những màn hình hiển thị thao tác check lỗi trên điều khiển. Thứ 8 là máy sẽ được thiết kế hai cánh đảo gió Eurowing, giúp đẩy không khí mát nhanh hơn và xa hơn. Đây, hai cánh đảo gió này, cánh thứ nhất này, cánh thứ hai này. Đấy, các bác nhìn này. Khi mà điều chỉnh lên xuống này và trái phải là những cái giá ở trong này, trái phải thì đều có thể điều chỉnh tự động nó hết, các bác không cần phải điều chỉnh tay. Thứ 9 là chức năng hẹn giờ bật tắt. Máy thì hẹn giờ bật tắt được theo thời gian thực là 24 giờ. Thứ 10 là tự khởi động lại khi có điện. Dòng cao cấp của Pana thì có rất nhiều những tính năng, thiết kế đẹp và có nhiều tính năng. Cuối cùng em nói về giá sản phẩm. Dòng U18XKH này đang bán tại Điện Máy Ecomart với mức giá là khoảng hơn 21 triệu, tặng trọn gói công và vật tư lắp đặt. Nếu bác nào mà chỉ mua máy không lấy vật tư, không lấy công thì giá chỉ khoảng hơn 20 triệu thôi. Anh lưu ý một chút các bác là nếu các bác nào mà ở Hà Nội mua hàng bên em thì nên để bên em vận chuyển và lắp đặt luôn. Vì ngoài bảo hành theo máy là 1 năm chính hãng và 7 năm theo máy ném thì bên em còn bảo hành lắp đặt cho các bác là 1 năm. Cho nên các bác khi mà mua bên em thì hoàn toàn là yên tâm về chất lượng sản phẩm cũng như chất lượng dịch vụ. Ở trên đây em mới giới thiệu các bác dòng điều hòa Panasonic cao cấp 18.000 BTU một chiều có inverter, mã là U18XKH-8. Nếu cần tư vấn thêm về sản phẩm, tư vấn mua hàng, các bác có thể gọi về số 0974178586 hoặc truy cập website eco.vn. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video sau.